rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên trung tâm huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình các bạn ạ. Đây là một cái chợ phiên họp vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần nhá. Ở đây thì mình thấy họ bán rất là nhiều các đồ đặc sản từ núi rừng thiên nhiên. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá cái chợ phiên này nhá. Mời các bạn đồng hành cùng mình. Các bạn ơi, ở khu vực này thì mình thấy họ bán khá là nhiều các mặt hàng đặc sản này các bạn ơi. Có loại dược liệu này, đó. Và các loại loại sâm này các bạn ơi. Chào cô. Đây là cô bán ốc này. Ốc núi này các bạn. Chào cô nhá. Này ốc núi này các bạn ơi. Ốc núi đá này. Cái giống này mang về hấp ăn này ngon lắm các bạn ạ. Đó. Cái này mình tìm về lâu chưa hả cô? Cái này vừa mới tìm. À. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Cháu chào chú nhá. Các bạn ơi, đây là cái nấm hồng chi này các bạn ơi, cái nấm rừng ấy. Cái này chú chưa phơi khô nhỉ, vẫn còn tươi. Thơm lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, cái nấm rừng này các bạn. Cái này là nấm hồng chi nhá các bạn ơi. Rất là thơm này các bạn. Cái này mang về đun nước uống này các bạn ơi. Vâng. Cái này chú lấy về lâu chưa ạ? Được mấy ngày rồi? Mới lấy nó còn tươi nhỉ. Lấy trên núi đá đấy ạ. Cái này nó mọc ở những cây mục ấy nhỉ. Cái gốc cây mục ấy các bạn. Cái này mang về chữa bệnh gan này các bạn ơi. Chữa bệnh dạ dày nha các bạn nhé. Ngăn ngừa và phòng chống bệnh tật này các bạn. Tăng cường sức đề kháng này các bạn. Thơm lắm các bạn. Cháu cảm ơn nhá. Chúc chú đắt hàng. Rất là nhiều này các bạn. Ai nhu cầu mua những cái loại nấm hồng chi này thì vui lòng liên hệ với Lượng nha các bạn nhé. Đó. Theo số điện thoại 0385 883 268 này các bạn ơi. Cháu cảm ơn nhá. Cháu gửi lại. Ở chỗ này thì mình thấy họ cũng bán khá là nhiều các loại nấm này các bạn. Cái nấm hồng chi đấy các bạn. Chào chú nhá. Còn dao này đánh từ nhíp ô tô hay đánh từ thép ấy? À, nhíp ô tô à? Này, dao đi rừng này. Cái nỏ này thì chú bán bao tiền đấy? 500. Bán được chim không? Nếu có trúng lương có lấy tiền. Đẹp đấy. Cháu cảm ơn nhá. Cái này từ cái luồng à? À, vâng, cháu cảm ơn ạ. Bên này thì cô bán khá là nhiều đồ rừng này. Chào cô. Cái này là cây bổ máu này các bạn. Bổ máu này. Cái này mang về đun nước uống nha các bạn nhé. Thơm lắm các bạn này. Cái giống này là giống dây nhé, không phải giống cây đâu các bạn ạ. Đấy, chứa thế thuốc và chứa cả dạ dày các bạn ạ. Nấm ở bên này to hơn ở ngoài kia các bạn. Rất là đẹp. Bên này khô rồi nhà cô nhỉ, cô phơi khô rồi. Còn đây là mật ong rừng hả cô? Cô ơi, mật ong này cô lấy về lâu chưa? Qua vừa mới lấy về này, đặc chưa, nhiều như này. Cái này là mật nguyên chất đấy các bạn ạ, không có tí nhộng nào đâu. Cái này mật ong khoái là mật ong gì đấy? À, khoái quan đấy này các bạn ạ. Tuyệt vời thật. Ai nhu cầu mua mật ong ấy thì vui lòng liên hệ với Lượng nhá. Để Lượng đặt người dân đi lấy trên rừng về. Này mật ong rừng nguyên chất 100% này. Đây là ong tốt nhất trong các loại ong rừng nha các bạn nhé. Cháu cảm ơn nhá. Chào chú nhá. Cái này thớt nghiến đấy à? Nghiến đá này các bạn. Cái này đường kính 30 cm, cái này thì 20 cm. Cái này già đấy nhờ. Này chặt thì không sợ mẻ đâu. Cháu cảm ơn nhá. Chào các cô. Ở bên này thì mình thấy họ bán khá là nhiều các con vật ở trên rừng này. Này ốc này các bạn. Ốc này rất là nhiều này. Bày bán la liệt luôn này. Phóng lan này. Đồ rừng này các bạn. Đặc biệt là khu này mình thấy họ bán. Cháu chào cô nhá. Cháu xem này tí. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đó. Cua nhá. Cái này là cua núi này các bạn ơi. Cua núi đá này. Tuyệt vời chưa? Đó. Cái này họ đan cái giỏ cho vào tầm 10 con các bạn ạ. Cái này mang về nấu canh ăn ngon lắm. Cái này nó ngon hơn cua biển nhiều các bạn ạ. Nhưng mà cái loại này thì nó không có thịt nhiều như cua biển đâu nha các bạn nhé. Cái này chỉ mang về nấu canh thôi, chứ là hấp ăn thì lại không có thịt mấy các bạn ạ. Cháu cảm ơn nhá. Cô ơi, đây là quả me à? Đây quả me à? Vâng, cháu cảm ơn ạ. Chào chú nhá. Chú ơi, cháu hỏi đây là cái cây gì đấy? Dây dây cái dây thuốc trợ tim mạch. À, thuốc trợ tim mạch. Thơm lắm. Thơm lắm các bạn ạ, này. Nó màu đỏ đỏ, cái này là cái này nhựa nó đỏ, lấy trên rừng về đấy à? Trên rừng cao mà hiếm lắm. Vâng, cái này đun nước uống đúng không? Đun uống cái này được 3 ấm. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Vâng. 3 ấm.
Các bạn ơi, bên này thì mình thấy họ cũng bán khá là nhiều đồ rực. Chào chị nhá. Cái này là cái gì đấy chị ơi? Cái nấm này mình ở Thái Lan chứ à? Thái Lan mình uống được luôn đấy. Đun nước uống luôn nhỉ? Thơm lắm các bạn ạ. Cái này là cái... cái nấm hồng chi họ thái ra, ừ, thơm lắm. Còn cái này là sâm cau nhá. Sâm cau ở bên Hòa Bình này thì lại không không rửa nên là nó không thấy có màu đỏ các bạn ạ. Ở bên mình thì họ đi chợ phiên họ rửa thật sạch đi cho đỏ chót. Theo cô nói là cái này nó để được lâu đúng không? Không rửa để được lâu hơn các bạn. Còn cái này là cây gì đây ạ? Bạc kích à? Ấy à? Bạc kích đỏ. Nó không được thơm như kiểu bạc kích tím đâu các bạn ạ. Bạc đỏ. Không, bạc kích đỏ trên Lào Cai cơ. Không có được thơm như kiểu bạc kích đỏ và bạc kích đá đâu nhá các bạn ạ. Cái này thì toàn là gân thôi, ít thịt lắm các bạn ạ. Nó đỏ. Cái này ngâm thì theo mình được biết ấy, thì cái này không tốt bằng cái bạc kích tím đâu nhá các bạn. Bạc kích tím thì nó tốt hơn các bạn. Cháu cảm ơn nhá. Bây giờ thì mình đưa các bạn đi vào khu vực này để khám phá. Ở chỗ này thì mình thấy họ bán cũng khá là nhiều các mặt hàng đặc sản này các bạn ơi. Cái này nấm hồng chi ấy nhá các bạn ơi. Họ lên rừng lấy vô cùng là nhiều luôn các bạn ạ. Cái này là vỏ cây gì đây hả cô ơi? Cây chè lội. Cây gì ạ? Cây chè lội. Chè lội ạ? Chà lội. Chà lội. Dùng để đun nước uống à? Thơm lắm à? Nó có chữa bệnh gì không? À, đau xương khớp. Thế còn cái này à? À, cái này thân của nó à? À vâng, cháu cảm ơn nhá. Chúc cô đắt hàng ạ. Bí này rất đặc biệt, cháu xem tí nhá. Cái này nó có lớn hơn không hay nó chỉ như này thôi? À, các bạn ơi, bí này à, chỉ bằng này thôi nhá. Bí ngô, rất là tuyệt vời. Mình đi khắp Tây Bắc rồi, thấy mỗi Hòa Bình này có loại bí này thôi nhá các bạn nhá. Cháu cảm ơn nhá. Ở bên trong này thì mình thấy họ bán đẳng sâm nhá các bạn nhá. Cái này nhiều người mua hàng quá. Chào chị nhá, đang ăn sáng à. Cái đẳng sâm này các bạn, cái sâm rừng, cái sâm dây rừng này các bạn. Thơm lắm các bạn ạ. Cái này mang về ngâm rượu nha các bạn nhá. Ai nhu cầu mua sâm rừng thì vui lòng liên hệ với Lượng nhá. Cái này đào về lâu chưa chị ơi? Cái đẳng sâm này đào về lâu chưa? Qua vừa mới đào về à? Đấy các bạn, ai nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ với Lượng này. Cái này thì dùng để ngâm rượu này, hầm gà, hầm xương đều được hết nhé các bạn nhé. Rất là thơm, cái giống này nó nhiều nước lắm, có thể ăn sống được luôn này các bạn. Rửa sạch thì ăn sống được luôn. Cái này nó vô cùng là mát này các bạn, dùng để tăng cường hệ miễn dịch này, chữa xương khớp này, đó, chữa bệnh tim mạch rất là hiệu quả nhé các bạn nhé. Cháu cảm ơn nhá, em cảm ơn nhá. Ở bên này thì mình thấy họ bán khá là nhiều thịt bò nhé các bạn nhé. Ở đây thì đa số là họ bán thịt bò đấy các bạn ơi. Thịt trâu thì không thấy có gian hàng nào bán thịt trâu đâu. Đây đa số là thịt bò nhé các bạn nhé. Và ở đây thì mình không thấy họ bán. Ở đây là không có pịa nhỉ, không có pịa bò nhỉ. Không có như ở trên Lai Châu. À trên, có à? À, pịa bò không có tiết đúng không? À không có pịa đúng không? Như ở trên, trên Sơn La họ bán pịa nhá. À đây là pịa. Cái túi pịa này bán bao nhiêu? À, pịa là bán kèm cả tiết luôn đấy à. À vâng, cảm ơn nhá. Ở khu này thì mình thấy họ bán mận này các bạn ơi. Mận ở Mai Châu với lại Mộc Châu, Sơn La thì họ bán rất là nhiều. Đó. Đây là rau rừng nhá các bạn nhá. Cái này mang về xào ăn ngon lắm các bạn. Còn đây là rau má này. Còn cái này là gạo nếp nương, nếp ruộng đấy cô. Tẻ nương. À tẻ nương à. Hạt tẻ, hạt to nhỉ, như kiểu nếp luôn đấy. Vâng, cháu cảm ơn. Chào chị nhá. Cái này mang đắng à? Vâng. Cái này thì mình tìm về lâu chưa? Hôm qua mới tìm. Qua mới tìm về à? Cái giống này ăn đắng lắm ấy nhỉ? Không đắng mấy. À, nó nhìn nó như này nó đắng lắm ấy. À. Cái này thì chị không thấy thấy con đắng mấy thì em thấy đắng lắm á. Nhìn cái là vỏ, nhìn cái vỏ mang biết là nó đắng rồi. Cảm ơn nhá. Chào chị nhá. Cái này là cái đá mài đấy à? Đá mài này, đá mài dao các bạn. Cái giống này mài sắc lắm. Mài dao thì tuyệt vời các bạn. Còn đây là phong lan này. Phong lan rừng. Cái này là phong lan gì đấy cây này? Phi điệp hay là đùi gà đấy? À phi điệp à. Cái phong lan rừng này các bạn. Chỗ này rất là nhiều nhưng mà có mấy cây này nở hoa mà không đẹp. Cái này là hoa phong lan gì nhỉ anh nhỉ? Đấy là quế tháng 4. À, quế à?
Cảm ơn anh nhá. Hoa thơm nhưng mà nó không được đẹp mấy, bé lắm các bạn. Bên ngoài này thì mình thấy họ bán nông sản này. À em chào anh nhá. Anh cho em hỏi đây có phải cái lá đắng không? Cái lá, là lá không kìa đúng không? Người Tây gọi là lá không kìa. Cái này thì nấu canh ăn. Hay xa về cứ. Cái này phải lên rừng già mới có luôn. Không, rừng già không có. Trên núi đá à? Lên tầng qua Mộc Châu ấy. Qua Mộc Châu. À. Cái này thì nấu canh ăn ngon lắm các bạn này. Cái lá đắng này nhá. Nấu canh ăn này, đun nước uống này. Lấy cái này nó tốt cho gan lắm các bạn ạ. Giải độc gan vô cùng là hiệu quả nhá. Cảm ơn nhá. Cô mua nhiều thế. Vâng, cháu cảm ơn. Em cảm ơn nhá. Để mình đi vào trong này đưa các bạn đi khám phá cái chợ phiên này nhá. Chợ phiên này rất là rộng và người dân thì họ bán vô cùng là nhiều các mặt hàng đặc sản từ núi rừng này các bạn ơi. Ở đây họ bán mận này. Đó. Mận nhiều chị nhé, mận này mận nhà chồng đấy à hay là lấy trên Mộc Châu về? À nhà chồng à. À tiếp tục đây là cái đẳng sâm nhá. Đấy. Cái này chị tìm về à? Tìm về lâu chưa? À đây đẳng sâm chị hôm qua vừa mới tìm này các bạn. Ai nhu cầu mua đẳng sâm về ngâm rượu thì vui lòng liên hệ với Lượng nhá. Đây, cảm ơn nhá. Các bạn là mình đưa các bạn đi khám phá một vòng chợ phiên đã, xong là mình quay lại mua các mặt hàng đặc sản về để gửi cho một số vị khách xem kênh có nhờ Lượng mua đẳng sâm này, các loại nấm này. Đó các bạn. Nấm rừng đây các bạn, nấm hồng chi, nấm linh chi đây. Tiếp tục đây là cái hoa phong lan này các bạn. Hoa phong lan trên này thì rất là nhiều vì đây là gần núi đá đấy các bạn. Cho nên là quanh khu vực Mộc Châu này là đa số là núi đá không thôi nên là phong lan rất là nhiều. Anh ơi, phong lan này đẹp nhỉ. Cái này anh lấy về hay là anh cấy vào đây đây? Lấy về cấy đây. À, đẹp nhỉ. Cái này là phong lan gì đấy? Hoàng thảo anh ạ. À. Thảo anh à? Hoàng thảo. Hoàng thảo anh. Nó hoa nó màu gì ạ? À? Hoa màu vàng. Màu vàng. Bao giờ nó mới nở hoa? Rơi vào tháng 9. Tháng 9 nở hoa. À, em cảm ơn anh nhá. Các bạn ơi, bên trong này là khu vực bán chim này. Chào các chú nhá. Này chim chòe than. Chè bé các bạn, chè than non đấy. Cái con chè than này chú lấy về à? Của chú à? Của chú à? Nó có thể nuôi lâu chưa? Nuôi được 2 tuần rồi. 2 tuần rồi. Cái con chim ở trong này là chim gì đấy? Chè lửa non này các bạn. Cái con chim này là chim gì đấy? Sáo à? Sáo, chim sáo. Đây có bà bán mấy con thỏ này các bạn, này, thỏ con này các bạn. Chào cô nhá, khu này khu bán gạo này, này gạo nếp nương nếp ruộng này à? À gạo ruộng hay gọi là gạo nương này à? À ruộng thế à? Đây, khu vực bán gạo. Mình cần cái gì đấy chị? Dưa. Dưa. Các bạn có thể quan sát này, chợ phiên này rất là rộng nhá, người dân thì trao đổi buôn bán. Các mặt hàng đặc sản núi rừng thì vô cùng là phong phú này. Đó. Ai có nhu cầu mua các mặt hàng đặc sản tại chợ phiên thì nhấc máy lên, alo cho Lượng nha các bạn nhé. Theo số điện thoại 0385 883 268. Phong lan này. Cái này phong lan gì đây anh ơi? Dạ? Hồ điệp. Hồ điệp à? Hồ điệp tím. Hồ điệp là ngày trước họ chuộng nhiều ấy nhỉ, bây giờ cũng đỡ rồi nhỉ? Báo hòa hết rồi. Đây là cái gốc này lớn nhỉ, cái này mình ghép à? Cái này này. Nuôi nó sao này nó để dần. À đẹp nhỉ. Tuyệt vời. Cái này như ngày trước thì được nhiều tiền lắm ấy nhỉ. Cảm ơn nhá. Cháu xem tí cái này là chú bọc cái móng gì đấy? Cái này này. Bọc cái móng gì đấy? Móng gấu à? Móng con gấu. À móng gấu à? À vâng, cháu cảm ơn nhá. Tưởng móng hổ. Cháu mua lại luôn. Chào chị, bán nhiều chó nhỉ? Bao tiền con chị đang cầm ở tay đấy? Chạy đi kìa. Bao tiền con chị ơi? Bao nhiêu? 250.000. 350.000. Cảm ơn chị nhá. Khu này thì họ bán chó, bán gà này, rất là nhiều các bạn nhé. Chó con. Xem gì đấy cháu ơi?
Thỏ à? À, mua cho nó con thỏ. Thỏ. Thỏ này bán thế nào đấy chị? À, 150.000 một con. Trẻ con rất thích thỏ nhá. Chó này. Khu này là khu họ bán gà này các bạn. Đó. Một trong những cái chợ phiên rất là mộc mạc nhá. Ai có nhu cầu mua tất cả các mặt hàng có mặt tại chợ phiên thì vui lòng cầm điện thoại lên alo cho Lượng nhá. Để Lượng mua gửi cho các bạn. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Một cái chợ phiên vô cùng là mộc mạc và bình yên ở giữa núi rừng Tây Bắc các bạn ạ. Đây, rất là nhiều khách du lịch lên trên này chơi vào chợ phiên tìm mua đặc sản. Các bạn ạ, cái chợ phiên này thì nó vẫn đứng làm cái chợ phiên hoang sơ, chưa được người dân khai thác để phát triển du lịch. Nên là những cái đồ có mặt tại chợ phiên ấy thì nó vô cùng là từ thiên nhiên và rất là hiệu quả nha các bạn nhé. Đấy, mặt Hàn Quốc đây thì quá là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn ở khu này thì người dân dưới xuôi lên đây. Đó, du khách tìm mua các mặt hàng đặc sản này. Đó. Đó, tìm mua đặc sản về sử dụng này các bạn. Con trâu đây. Ở đây chỉ có bạn thôi. Ở đây chỉ